Thành xin kính chào quý vị khán thính giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng thứ ba 1 tây tháng 11 2022. Mở đầu chương trình giống như thường lệ, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron, yến các loại. Tổng thống Biden đe dọa tăng thuế kỹ nghệ dầu nên không nỗ lực giảm giá xăng. Theo hãng CNBC News đưa tin, Tổng thống Biden trong ngày 31 tháng 10 đe dọa sẽ đánh mức thuế cao hơn trên lợi nhuận của kỹ thuật dầu mỏ nếu các công ty khổng lồ trong ngành không nỗ lực làm việc để giảm giá nhiên liệu. Theo đó, Tổng thống Biden chỉ trích các công ty dầu mỏ đã kiếm được lợi nhuận cao kỷ lục khi người dân Hoa Kỳ phải vật lộn với chi phí sinh hoạt để theo kịp với giá xăng tăng cao. Hiện nay, theo dữ liệu của công ty bảo hiểm AAA, giá xăng trong ngày 31 tháng 10 cho một gallon xăng tại Hoa Kỳ là 3 đồng 76 sen, giảm từ mức kỷ lục hơn 5 Mỹ Kim vào tháng 6, nhưng vẫn cao hơn một năm trước. Tổng thống ám chỉ đến cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine khiến làm giảm nguồn cung ứng dầu toàn cầu và đưa ra nhận định rằng các đại công ty lợi dụng chiến tranh để tăng lợi nhuận. Đã đến lúc các công ty này ngừng trục lợi nhờ chiến tranh. Nếu không, các công ty này phải trả mức thuế cao hơn cho phần lợi nhuận vượt mức mà họ thu hoạch. Còn 8 ngày nữa là trước ngày bầu cử giữa kỳ, thông điệp của Tòa Bạch Ốc tập trung vào việc nhấn mạnh đường lối của đảng Dân Chủ sẽ cải thiện nền kinh tế, còn chính sách của đảng Cộng Hòa sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Lạm phát và nền kinh tế liên tục được xếp hạng là vấn đề hàng đầu của các cử tri, đồng thời giá xăng cao hơn làm hao hụt túi tiền của các gia đình Hoa Kỳ hiện nay. Trước cuộc bầu cử, Tổng thống đã nhấn mạnh những nỗ lực nhằm giảm chi phí tiêu dùng trong một loạt các ngành công nghiệp khác. Tuần trước, Tổng thống Biden công bố các sáng kiến để giải quyết cách tính đủ loại phí của các ngân hàng, hãng hàng không, công ty truyền hình, cáp và các ngành công nghiệp khác nhằm giúp cho các gia đình dễ thở hơn. Bất kỳ loại thuế mới nào đối với lợi nhuận từ của các công ty dầu mỏ sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội. Điều này có thể gây khó khăn khi đảng Dân Chủ không có đa số lớn để kiểm soát cả hai viện của Quốc hội. Về phía Cộng Hòa thì thường ủng hộ mức thuế thấp cho các công ty hơn, cũng hy vọng giành được một hoặc cả hai viện vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8 tháng 11. Hoa Kỳ có kế hoạch điều động 6 máy bay ném bom B-52 tới Úc. Theo hãng Reuters, trong ngày 31 tháng 10 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, các cơ sở chuyên dụng dành cho máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ sẽ được thiết lập tại căn cứ Tyndall của Không quân Úc. Thông tin được tại ABC News đăng tải đầu tiên dựa trên các tài liệu của Không quân Hoa Kỳ. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói rằng đôi khi Úc sẽ tham gia các liên minh quốc phòng cùng với Hoa Kỳ. Theo đài ABC News, việc Hoa Kỳ điều động máy bay ném bom B-52 tới Úc là nhiệm vụ luân phiên dài hạn nhằm biến lãnh thổ phía Bắc của Úc thành một trung tâm quân sự quan trọng. Ngũ giác đài được cho là đang muốn xây dựng cơ sở hoạt động bao gồm trung tâm bảo dưỡng và khu vực chứa 6 chiếc B-52 tại căn cứ Tyndall. Việc mở rộng căn cứ sẽ tiêu tốn 100 triệu Mỹ Kim và dự trù sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Các cơ sở mới sẽ hỗ trợ cho các hoạt động chiến lược, cũng như để tiến hành các cuộc diễn tập kéo dài 15 ngày trong suốt mùa khô của phi đội máy bay ném bom B-52 được điều động. Không quân Hoa Kỳ cho biết việc điều động máy bay ném bom B-52 tới Úc là nhằm phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ rằng Hoa Kỳ có khả năng thể hiện sức mạnh không quân của mình. Các hoạt động xây dựng tài sản quân sự Hoa Kỳ không chỉ giới hạn ở căn cứ không quân Tyndall. Hoa Kỳ còn đang xây dựng một kho nhiên liệu máy bay trị giá 270 triệu Mỹ Kim ở ngoài ô Darwin cách căn cứ Tyndall khoảng 320 km. Cùng lúc đó, căn cứ do thám chung của Hoa Kỳ và Úc là Pine Gap ở gần Alice Springs được cho là đang được nâng cấp. Tiếp theo phần tin ngày hôm nay, đó là bản tin nỗi lo đang đe nặng đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong ngày 8 tháng 11, cử tri Hoa Kỳ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng để quyết định thành phần tiếp theo của cơ quan lập pháp. Theo quy định, các dân biểu có nhiệm kỳ 2 năm, nên trong cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này, cử tri Hoa Kỳ sẽ bầu lại tất cả 435 ghế dân biểu. Trong khi đó, thì mỗi tiểu bang sẽ có 2 thượng nghị sĩ và có nhiệm kỳ 6 năm. Do đó, 1/3 trong tổng số 100 số thượng nghị sĩ tương đương với 35 ghế sẽ được bầu lại.
Đài ABC News cho biết tính đến ngày 29 tháng 10 có hơn 17 triệu cử tri Hoa Kỳ đi bỏ phiếu sớm, trong đó hơn 6 triệu cử tri bầu trực tiếp, số còn lại gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Giáo sư Michael McDonald thuộc Đại học Florida là người đứng đầu dự án bầu cử cho biết một số tiểu bang mở cửa bỏ phiếu sớm trong tuần qua nên số cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng mạnh. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm năm nay khá cao so với các cuộc bầu cử giữa kỳ trước đây. Giới quan sát dự báo kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này có thể bị tác động bởi lá phiếu của cử tri thế hệ Z, sinh từ năm 1997 đến năm 2012. Những vấn đề như lạm phát, quyền tiếp cận phá thai và công bằng chủng tộc là mối quan tâm hàng đầu của thế hệ này. Các chuyên gia nhận định chiến thắng của đảng Cộng hòa tại Hạ viện hoặc Thượng viện có thể gia tăng chia rẽ đảng phái ở Hoa Thịnh Đốn, đặt ra vô số thách thức cho chương trình nghị sự của chính quyền Biden trong 2 năm tới. Việc đảng Cộng hòa kiểm soát quốc hội cũng có thể góp phần gia tăng sức nặng tiếng nói của cựu Tổng thống Donald Trump, người được cho là ứng cử viên của đảng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Nội bộ Hoa Kỳ rạn nứt khi Ukraine kêu gọi chính quyền Biden viện trợ thêm hàng chục tỷ Mỹ Kim. Theo Newsweek, các lãnh đạo của Ukraine đã kêu gọi Hoa Kỳ giúp họ bù đắp khoản thâm hụt ngân sách ước tính lên tới 55 tỷ Mỹ Kim. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu Ukraine không nhận được khoản tiền cần thiết để vận hành đất nước, họ có thể đối mặt với nguy cơ suy thoái nghiêm trọng khi chiến sự với Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn tin trong nội bộ Ukraine nói với Newsweek rằng họ có thể đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Kiev cho phần nửa khoản thâm hụt nói trên, tương ứng với 28 tỷ Mỹ Kim. Tại Quốc hội Hoa Kỳ, giới chuyên gia nhận định một cơn sóng ngầm đang âm ỉ nổi lên khi một số đảng viên Cộng hòa bày tỏ quan điểm không sẵn lòng mở rộng viện trợ tài chính cho Ukraine. Trong khi đó, một số đảng viên Dân Chủ theo quan điểm cấp tiến kêu gọi đối thoại với Nga nhiều hơn thay vì liên tục viện trợ cho cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng và chưa biết bao giờ dừng lại. Hoa Kỳ đã viện trợ và cam kết viện trợ 52 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, trong đó bao gồm 15 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ tài chính, 27 tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự và 9 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ nhân đạo. Hoa Kỳ đang trở thành nhà viện trợ hào phóng nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến tới nay. Tuy nhiên, khi Hoa Kỳ cũng đang đối mặt với lạm phát tăng cao và nhiều người Mỹ đang gặp khó khăn, các gói viện trợ cho Ukraine trong tương lai có thể trở nên phức tạp hơn. Tuần trước, lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện ông Kevin McCarthy nói rằng đảng Cộng hòa có thể cắt giảm sự hỗ trợ cho Ukraine nếu họ giành được quyền kiểm soát quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo ông, dù việc hỗ trợ Ukraine vẫn quan trọng nhưng đó không còn là vấn đề chủ chốt trong chương trình nghị sự của Hoa Thịnh Đốn. Cơ quan Fed có thể tăng lãi suất lên đến 5% vào tháng 3 năm 2023. The Wall Street Journal cho biết các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo quỹ dự trữ liên bang Fed sẽ tăng lãi suất lên tới 4.75% đến 5% vào tháng 3 năm 2023, cao hơn 0.25 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó. Lộ trình tăng lãi suất của Fed cụ thể bao gồm lần tăng 0.75 điểm phần trăm tại cuộc họp diễn ra vào đầu tháng 11 năm 2022, 0.5 điểm phần trăm vào tháng 12 năm 2022. 0.25 điểm phần trăm vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023. Dự báo trên được đưa ra trên cơ sở tình trạng lạm phát cao vẫn còn có diễn biến khó lường, yêu cầu hạ nhiệt nền kinh tế phát triển nóng và việc cần tránh nới lỏng các điều kiện tài chính quá sớm. Fed được cho là sẽ tăng lãi suất 0.75 điểm cơ bản lần thứ tư liên tiếp tại cuộc họp trong 2 ngày 1 và 2 tháng 11. Việc dự đoán Fed giảm tốc độ tăng lãi suất là điều khiến thị trường biến động trong năm nay. Thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm tới mức thấp nhờ kỳ vọng rằng Fed sẽ điều chỉnh chính sách, nhưng giờ đây giảm điểm mạnh trở lại khi số liệu mới cho thấy lạm phát cao kéo dài và Fed vẫn duy trì tốc độ tăng lãi suất. Nhưng theo các nhà kinh tế, Fed đang tăng lãi suất nhiều hơn mức cần thiết vì họ đang nhìn vào gương chiếu hậu thay vì nhìn vào kính chắn gió phía trước. Tỷ phú Elon Musk cho rằng Fed quá tập trung vào các chỉ số về lạm phát mà không quan tâm đầy đủ đến những gì có thể xảy ra. Nhà kinh tế học Paul Krugman nhận định rằng Fed đã làm đủ những việc cần làm và những việc đó cũng đủ gây ra một cuộc suy thoái.